Ok, nhớ anh em chút nhá. Thì sắp Tết rồi, anh em nào có về quê mà chưa có mũ bảo hiểm an toàn để đội ấy, thì em nhớ truy cập vào phụ kiện xe chấm tốp này. Đây là một cái cửa hàng của mình. Thì anh em kéo xuống có rất nhiều loại mũ cho anh em lựa chọn. Có những cái mũ như là mũ full face, là mũ 3/4 có kính thì nó rất phù hợp cho anh em đi đường dài. Anh em ấn vào thì nó sẽ link ra một cái đường link chứa tất cả các sản phẩm đấy. Đấy, thì ngày mai thì sẽ là siêu siêu Shopee, và anh em nếu mua hàng trên này thì sẽ được miễn phí vận chuyển cộng với những cái mã giảm giá rất ok cho anh em. Thì ngày mai thì shop mình cũng tặng cho anh em một cái voucher nữa là giảm 10% cho đơn hàng thì 500.000. Đây mình sẽ để trên màn hình này. Thì cái mã này nó dành riêng cho anh em viewer thôi. Đấy, anh em nào xem app vào thì mới được giảm, còn những ai mà từ kênh Shopee hay là từ kênh khác thì sẽ không được giảm đâu nhá. Thế nhá. Cảm ơn anh em và mời anh em theo dõi video tiếp. Sinh viên là nằm. Sinh viên nằm đây nhỉ? Chị ơi. Ơi. Lạnh quá à? Lạnh lắm luôn. Ok, từ bé rồi chưa bao giờ thấy lạnh như vậy luôn à? Thế là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? 3 năm rồi á. Thế bây giờ đây là lần gặp đầu tiên à? Ok, hello anh em nhá. Quay trở lại với cái series những cốc xe kinh điển thì ngày hôm nay mình nhận được một cốc xe. Một cốc xe cũng khá là xa. Mình đón một vị khách từ sân bay về đến Quảng Ninh. Cái cốc xe này ấy, thì là do một bạn nam, bạn ấy book cho người yêu bạn ấy. Người yêu bạn ấy thì chắc là từ trong miền Nam và bay phát về Hà Nội. Thực ra là cũng gần Tết rồi. Đấy, nhưng mà cái xe khách các thứ ấy thì người ta không chạy được, hạn chế. Thành ra là cũng có rất nhiều khách bảo mình là chở những cái cốc xe từ sân bay hoặc là từ Hà Nội về đến tỉnh ấy, đến tỉnh ấy. Thì nói chung là hôm nay cũng là một cái dịp mà mình đến với Quảng Ninh. Mình chưa bao giờ đến Quảng Ninh anh em ạ. Cái cốc xe này nó chỉ tầm 100 cây số thôi, nhưng mà mình đến một cái nơi lạ thì sẽ có những chuẩn bị những cái gì và sẽ như thế nào. Nói chung là anh em hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của video này nhá, để xem là mình chạy như thế nào. Ok. Nói chung thì hôm nay thì mình đi quãng đường nó cũng khá là xa, cho nên là mình chuẩn bị một cái sạc dự phòng, một cái mũ 3/4 cho khách và một cái đôi găng tay. Hà Nội thì bây giờ có mười mấy độ thôi, nên là anh em đi đường nên có cái đôi này. Đôi này thì mình không có bán nhé. Cái này đôi này là mình mình thó từ cái ông ở cùng. Đây, nó sẽ như thế này. Được cái gì nhỉ? Anh tịch thu cái áo này nhá. Sợ lạnh quá thì đắp. Ok. Nói chung hôm nay thì chủ yếu thì mình sẽ đi trời đêm, trời buổi tối và thời tiết thì rất là lạnh. Cũng có rất nhiều rủi ro nhá anh em nhé. Cũng phải không có đâu. Mình sẽ mang theo một cái áo khoác. Ok, lên đường thôi. Mình sẽ đón bạn ấy tầm 6 giờ tối tại sân bay Nội Bài. Về đến Quảng Ninh là tầm 2 tiếng. Ok, chắc chắn rồi đấy. Anh đi nhá. Ok anh em, mình đang ở sân bay Nội Bài. Cảng quốc nội thì phải. Đúng rồi, ga hành khách quốc nội. Mình sẽ đón cái bạn ấy ở đây. Bạn ấy quay cũng khá là nhanh chứ. 5:30 đấy à. Vậy à. Mình đang có cái kèo là thơm hơn rồi. Mình không nhầm thì bạn ấy kia là nằm. Cái kia nằm đây nhỉ? Cái nằm đây đây. Chị ơi. Ô, chị ngủ ạ? À, chị say xe à? Chị có ổn không đấy? À, bình thường ạ, vâng vâng. Vâng vâng. Ôi trời ơi, cứ tưởng bị sao cơ. Trời ơi, xe nằm luôn.
Đi máy bay chắc say quá hả? Đó. Đây là không ạ? À? Không. Có khách chưa? À, đón người thân ạ. Đón cái gì không ạ? Không. Đón đâu em? Có gì không? Ở đây là có chủ bãi các thứ đây anh em ạ. À. Anh em đón khách và không được giành khách đâu. Đón khách là rất nhiều tài xế bị ăn đón ở đây rồi á. Cứ bảo là đón người nhà, không có là mình lấy khách kẻ ở đây là đứt đấy. Thấy xe. Không, vừa nãy vẫn tỉnh ấy anh ạ. Say xe hay là say máy bay không biết. Kiểu như bạn này, bạn nữ này, bạn cũng bị say xe. Cho nên là bạn nam bạn ấy mới bảo là book xe ôm cho về chứ. Không có là bạn ấy đi xe taxi. Nhưng mà trong cái bên trong này là thì mình không thể đi xe máy vào. Chỉ ô tô thôi anh em nhìn nhá. Xe máy phải gửi ở trong này. Không có, nếu mà xe máy vào mà loạn. Say xe ạ. Say xe ạ. Say xe á? Vâng. Nhà của anh à? Không ạ. Sao để gì? Say xe thôi. Đây bạn ở đây rồi. Bạn My à? Ở đây mình, đây rồi, mình đón được rồi nhá, mình đón được rồi. Ok ok, đây rồi, bạn ở đây rồi. Bạn My đúng không nhỉ? Bạn đi từ Sài Gòn ra đây hả? Không biết là bạn có biết đường về nhà không? Dạ biết. 100 cây số. Ok chưa bạn, ok chưa? Đi nhá. Bạn bay về ăn Tết đấy hả? Ăn Tết xong về. Ôi trời ơi, thật là phóng áp thế. Đi theo chị Google, không biết kiểu gì nữa chứ. Đi đường tiếp thế nhở? À, có đúng không ta? Bình thường bạn đi cầu gì? À, đây là trên Hà Nội à? Em chẳng biết đường nào mình ra. À, ơi thế bạn là người ở đâu? À, trong miền Nam à? Ơ, cứ tưởng bạn ở Quảng Ninh cơ. À, chưa giờ đi miền Bắc, bây giờ vào miền Bắc thấy thế này thì đấy, Hà Nội như này đấy. Hà Nội như này à? Ra đường chính à? Đây rồi, đường chính rồi. Đấy, thấy đường rồi, thấy đường rồi. Ok. Mình không biết là mình đang ở đâu nữa, nhưng mà nó là cái một cái cửa hàng tạp hóa như kiểu cái điểm dừng chân đấy anh em. Nó ở đâu ta? Đây là Phả Lại Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh. Ôi trời ơi, hôm nay lạnh kinh khủng luôn đấy. Thì ở đây thì dừng chân tầm 5 phút, mình có uống một hộp sữa cho lấy lại năng lượng. Bạn kia miền Nam đang 30 mấy độ, sang đây lại lạnh. Đi đây bạn ơi. Hehehe
Thế là bạn ăn Tết ở đây à? Hay ăn Tết ở về kia ba Tết? Ở đây rồi nè, kiểu kìa. Lấy cho cái áo nhá. Lạnh không chịu được cái chứ. Ôi giời. Tại phải đáy rừng nữa nhỉ. Ở đáy rừng thành ra nó lạnh quá. Không có cái áo phao. Ở nhà đã ngửi qua. Như như kiểu đi Bắc Cực ấy nhỉ. Đây là mặt này. Ok chưa? Ok. Từ bé rồi chưa bao giờ thấy lạnh như vậy luôn hả? Cho lên Sapa chắc còn sợ nữa. Giờ bao nhiêu độ biết để xem bao nhiêu độ à? Ôi đi vào lạnh thật sự luôn đấy. Đu hết cả người. Này chắc tầm mười mấy độ nhưng mà đi đường kiểu gió nó vào nữa là lạnh nữa. À qua được cơn à? Thế thì cho lát gửi mình cái vị trí ấy thì mình đi thẳng lên luôn. Gửi qua Zalo ấy. Ừ ok. Sao tự nhiên chỗ này nó sáng thế nhỉ? Nó có sáng được một tẹo, chỗ này tối om à? Không có một tí đèn nào luôn. Cổng dẹp đây. Từ đó. Hình như là gần tới rồi hay sao á. Ôi trời ơi, ông chụp cái ảnh map cũng gửi cho mình. Ôi trời ơi. Cổng tỉnh Quảng Ninh. Cổng tỉnh Quảng Ninh. Ôi trời ơi em ơi. Mình đi quá 7 cây số. Cây. Thế là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Gần 3 năm rồi á? Thế bây giờ đây là lần gặp đầu tiên à? Không, nhưng mà anh hỏi anh hay sang bên kia. Em giờ em sang đây. Anh bay vào kia nhiều rồi à? Thế là sao quen? Xa như vậy là sao mà quen được nhau? Quen có mạng. Quen có mạng à? Quen có Facebook à? Hay là quen qua chơi game? Ok, thế bây giờ ngoặt lại thôi. Phí nhở, thì nãy giờ đi không check. Đến nơi lâu rồi, lại quay lại cái cánh đồng. Bạn ở đấy đi, mình qua bên đấy cho. Xong cái cổng tỉnh Quảng Ninh nó như nào. Đúng không? Còn chưa biết cái cổng tỉnh Quảng Ninh như nào. Ôi, thì nãy giờ mình đi qua, mình chẳng để ý cái này gì nhở. Không thấy hay sao vậy? Dạ, thế. Đâu nhỉ? Ông đâu rồi ta? Đây à? Đây à? Đúng rồi.
Đây đâu đang chơi nhá. U xe chơi đấy nhỉ? Chơi đâu anh? Chơi trẻ anh. Giờ em gửi số tài khoản em chuyển tiền nhé. Ok, thế bây giờ mình về kiểu gì được? Về gì nhỉ? Về kiểu thành phố hay như nào? Thành phố? Nói sao anh? Đang muốn đi kiểu thành phố ấy, phải đã đi lắm 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 cánh đồng quá. Anh cứ đi thẳng thôi. Đi thẳng là về à? Vâng. Xem. Vừa nãy anh đi đường đồng ấy. Má, vừa nãy đi sợ ấy đấy. Hả? Đường hàng đấy. Đấy, sợ ấy. À, bây giờ đi có 89 cây là về nhà này. Ok. Em tí nhá, anh gửi là khoản em chuyển cho chứ. Ok. Ok anh ạ. À, cho mình xin cái mũ. Cảm ơn anh nhá. Ok, ok. Nếu mà có gì... tay gái nhỉ? Tay gái Quảng Ninh đó nhỉ? Vâng. Hai bạn về nhá. Được rồi. Ô, gửi luôn à? Gửi luôn. Ok, mình xin nhá. Để cho bạn kia đội mũ luôn. Chật trời luôn. Về nhá. Đúng rồi, Quảng Ninh, uy tín. Ok, đi rồi. Ok, bây giờ đang là 8:15 anh em ạ. Tuy nhiên thì kiểu ở tỉnh thì nó sẽ cảm giác nó hoang vu như thế này đấy. Ngày mai thì mình chạy một cuốc. Đơn hàng này tầm 100 cây số. Mình được xem nào. 1 2 3 4 5 6 7. Bạn nhớ mình 700.000. Ngon. Nói chung là cái gốc xe này nó chưa xong đâu anh em ạ. Nó chưa xong nha. Đi cái chiều đi thì nó rất là thích, nhưng mà đi cái chiều về là mình đi có một mình. Và cái thời tiết như thế này và trời tối nữa thì nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Và cảm giác nó cô đơn đấy anh em ạ. Thế chứ. Nói chung là cũng cố gắng thôi. Mình thì đi tỉnh cũng nhiều rồi. Dạo gần đây thì chuẩn bị Tết nên là cái nhu cầu bốc đi tỉnh nó cũng cao. May mà còn có sạc pin anh em ạ. Thì bây giờ thì mình thứ nhất là đi đổ xăng này, thứ hai là mình kiếm cái quán ăn nào mình ăn đã anh em ạ. Chứ bây giờ 8 giờ rồi, mình phải ăn đã là mình mới về được. Không biết là Quảng Ninh thì có cái đặc sản gì không? Thử đi tìm xem mà anh em ạ. Khu du lịch Quảng Ninh. Ở đây mình thấy có một cái quán gọi là cơm rang phở bò Nam Định. Xem ra gì không anh ạ? Cho em suất cơm rang anh ạ. Cơm rang dưa bò anh ạ. Và đang uống nghỉ ngơi một tẹo rồi bắt đầu mình đi về. Chắc là tầm 8:30 mình bắt đầu mình về. Hy vọng là tầm 10:30 mình đến nơi. Lên tận đây bán phở. Hảo là anh em thắc mắc tôi đang ở đâu. Mẹ đau bụng vãi lên anh em ạ. Vừa nãy uống cái túi sữa. Anh xem này. Mẹ tôi đang đi như kiểu ngoài cánh đồng. Ai lều. Ôi trời ơi, nhưng mà đau bụng quá, tôi phải xuống mông luôn. Không ăn nào về thì phải chạy gà răng. Dạ. Chạy gà răng nguy hiểm của mẹ. Có mấy ngày cuối ăn Tết thôi anh. Nên cảm ơn nhé. Em về đây. Chỗ này có cây xăng không anh? Ờ. Trên này có cây xăng không anh nhỉ? Từ đây đi lại đòi về xăng. Vâng. Đi khoảng 2 cây đâu có. Ôi trời ơi. Ôi. Tình thắng. Ôi, vẫn còn thêm được nữa hả? À? Thôi thế thôi ạ. Bà có đó chọn 85.000 đi. Ôi, thôi. Là sao bây giờ ấy gì nữa? Thôi. Đầy quá. Ôi, mình đã đầy dàn ra rồi. Ôi giời. Dàn là khí. Khí hả chứ? Khí.
đỡ lửa mồi nó cháy đỡ phí. Ôi đúng. Chết. Kinh. Bây giờ chú coi mấy giờ nghỉ? Tôi đi sáng. Ui giời, sáng rồi. Ừ. Ôi giời, giờ cháu về Hà Nội đây. Ôi giời, thế thì lại còn hẳn còn định vị đây. Về Hà Nội đi ra tầm xem nào. Tiếng rưỡi. Xe này đại thì nó cũng 2 tiếng. Cháu vừa ấy khách ở đây, cháu vừa Grab chứ. Và ba đây có vừa chết không? À, Grab này. Ừ. Vừa chở khách ở đây đến ừ. Cái cổng đấy. Rồi cháu cảm ơn nhé. Chúc nhiều đường may mắn nhá. Vâng vâng, cháu cảm ơn. Ok. Hạ cánh ở nhà vào lúc 22 giờ 44 phút. Cái đơn hàng này thì mình chạy từ 4 rưỡi. 4 rưỡi, 5 rưỡi. 5 rưỡi là 1 này. 6, 7, 8, 9, 10. Chạy trong tầm 6 tiếng. 6 tiếng. Và mình được 700k. Vậy là 1 tiếng mình kiếm được tầm 100.000 anh em ạ. Nếu mà là đi tỉnh ấy, thì 2 chiều. Đi tỉnh thì có một cái đó là chạy một chiều thì nó lúc chiều về nó hơi hơi cô đơn với cả nó hơi có rủi ro tí anh em ạ. Còn nếu mà anh em mà chạy chạy tỉnh mà được 2 chiều thì giá nào anh em chơi được đấy. Nếu cả đi cả về ấy thì anh em tính cái tầm 4.000 một cây số được. 4.000 một cây cũng chơi nha anh em nhá, tại vì là 2 chiều mà. Nhìn chung là hôm nay cũng bội thu rồi. Doanh thu của mình được 700k, quá là tuyệt vời. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để xem được những video thú vị hơn. Và cũng gần Tết rồi, anh em muốn book tỉnh thì cứ alo trực tiếp cho mình. Tuy nhiên là buổi sáng thì tốt hơn. Mình chạy buổi tối này mình cảm thấy hơi hơi rén nhá. Buổi sáng book thì ok hơn nha. Ưu tiên các bạn nữ sinh gái mà FA. Ok. Chào các bạn.